Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiều khả năng sẽ cân nhắc hành động nếu Israel và phong trào Hồi giáo Hamas không thể đạt được thỏa thuận ngừng bắn, trong khi các nước thành viên của cơ quan này đang dần mất kiên nhẫn. Tuyên bố được Slovenia, nước đang giữ vai trò chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an, đưa ra ngày hôm qua. Theo đại sứ Slovenia tại Liên Hợp Quốc, ngày càng nhiều nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lo lắng khi phải đứng trước hai hướng đi, một là đạt thỏa thuận ngừng bắn, hoặc Hội đồng Bảo an phải vào cuộc để đem lại lệnh ngừng bắn. Ông cảnh báo trong tháng 9 sẽ phải chọn một trong hai hướng đi trên khi sự kiên nhẫn đã dần cạn kiệt. Hội đồng Bảo an có thể nêu lên việc nghị quyết số 2735 không được thực thi và dựa vào đó để có hành động tiếp theo. Tháng 6 vừa qua, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết 2735 ủng hộ kế hoạch 3 giai đoạn do Tổng thống Mỹ Joe Biden vạch ra về lệnh ngừng bắn tại Gaza và trả tự do cho các con tin Israel. Tuy nhiên, các nỗ lực trung gian hòa giải do Mỹ, Ai Cập và Qatar dẫn đầu vẫn chưa thể đem lại thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas. Mỹ cũng kêu gọi sự cấp bách và linh hoạt để hoàn tất thỏa thuận, nhất là sau vụ Israel phát hiện 6 thi thể con tin thiệt mạng tại Gaza.